Manchester United gặp Leeds United trong trận giao hữu tiền mùa giải. Đương nhiên mọi con mắt sẽ đổ dồn về chiếc áo số 7 bên phía nửa đỏ của thành Manchester. Rõ ràng ai cũng tò mò xem trai đẹp Mason Mount sẽ thi đấu ra sao khi cởi bỏ màu áo xanh và thay bằng là chiếc áo màu đỏ. Những so sánh, những kỳ vọng cũng liên tục xuất hiện. Như ngày hôm qua, không chỉ có Mao gửi lời chào của mình tới người hâm mộ mà hàng loạt măng non của Manchester United cũng đã để lại những dấu ấn riêng của mình. Bạn thậm chí sẽ chẳng biết tên của họ, nhưng những đứa trẻ lò Carrington chứ danh đâu phải chuyện đùa. Nào hãy cùng xem họ là ai và có đáng kỳ vọng không nhé. Không chỉ là ở màn trình diễn tối qua, chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho bạn những thông tin cụ thể hơn, sâu hơn về những tài năng trẻ của Quỷ Đỏ để chúng ta cùng nhau đánh giá một cách chính xác nhất. Cậu ta trông giống Pogba quá, từ dáng chạy cho tới cách chơi. Rốt cuộc là ai thế nhỉ? Xin giới thiệu, Kobbie Mainoo. Thực tế, Mainoo đã từng ra sân cho Manchester United ở đấu trường League Cup, là trận đấu gặp Charlton, sau đó ra mắt EPL trong cuộc đối đầu với Leicester. Có thể cái tên Kobbie Mainoo thời điểm đó chưa nhận được nhiều sự chú ý, nhưng kể từ hôm qua bạn sẽ phải để tâm tới anh chàng này. Màn trình diễn tối qua cho thấy những tiềm năng to lớn của một ông chủ tuyến giữa thực sự. Tiền vệ sinh năm 2005, thi đấu chững chạc, cậu kiểm soát luôn chuyển trái bóng vô cùng mượt mà. Mẫu tiền vệ box to box mang đầy sự hiện đại. Tôi thấy hình ảnh của mình trong cách chơi bóng của cậu nhóc này, cậu bé là một tay rất cừ, là khen ngợi của tiền vệ kỳ cựu Posco dành cho Mainoo. Một huyền thoại khác của câu lạc bộ là Rio Ferdinand cũng nhận thấy tiềm năng của tiền vệ trẻ người Pháp. Anh nói, tôi rất ấn tượng với Mainoo, nếu được Ten Hag tạo điều kiện ra sân thường xuyên, mùa giải 2023-2024 sẽ là mùa bóng đột phá của cậu ấy, đó là một tài năng thực sự. Chưa biết liệu Ten Hag có nghe theo lời khuyên kể trên của Ferdinand hay không, nhưng Kobbie Mainoo thực sự là một viên ngọc mà Manchester United cần phải mài giũa, tạo điều kiện để có thể phát triển sau mai này. Hậu vệ trẻ người Tây Ban Nha đã từng chơi cho đội trẻ của Real Madrid trong giai đoạn 2017-2020. Mùa giải vừa qua, cậu được ban lãnh đạo Man United cho Preston North End mượn. Sở hữu thể hình cân đối với chiều cao 1m86, Alvaro Fernandez có ưu điểm là mạnh mẽ, cùng tốc độ tốt, sẵn sàng đua 1-1 với bất kỳ đối thủ nào, đồng thời anh cũng rất biết cách can thời điểm vào bóng. Quan trọng là chàng trai này có cường độ hoạt động không biết mệt mỏi bên cánh trái với những tình huống lên công về thủ nhịp nhàng. Nhờ sức trẻ, Fernandez trở nên cực chiến trong các pha tranh chấp tay đôi. Kỹ năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ người Tây Ban Nha cũng không phải dạng vừa, đặc biệt là khả năng sử dụng chân không thuận. Hậu vệ trẻ này không ngần ngại rẽ vào, sau đó chuyền hoặc thậm chí là dứt điểm bằng chân phải. Hannibal từng chơi ở cho đội trẻ của Monaco trước khi đến Carrington vào năm 2019. Mùa vừa rồi, cậu được ban huấn luyện Manchester United cho đi học hỏi ở Birmingham City. Anh chàng với mái tóc xù bồng bềnh tất nhiên luôn nhận được nhiều ánh nhìn của khán giả. Nhưng không chỉ có thế, màn trình diễn tối qua của Hannibal cũng rất thuyết phục. Hannibal đang được ví như một Bruno Fernandes đệ nhị của Manchester United, cũng hoạt động rộng ở hàng tiền vệ, cũng chơi dạt phải nhiều. Điểm mạnh của Hannibal là sự khéo léo cùng với nhãn quan tốt nên luôn đưa ra những đường truyền sáng nước. Hơn thế, anh chàng không hề lười biếng ở khâu phòng ngự khi liên tục xuất hiện ở những điểm nóng giữa sân để tranh chấp, thậm chí lùi sâu hẳn để tham gia phòng ngự. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là tinh thần thi đấu nhiệt huyết theo đúng phong cách của một cầu thủ Manchester United. Ở lứa trẻ của Quỷ Đỏ, Hannibal được giao cho chiếc áo số 10. Tất nhiên nó không chỉ đơn thuần là số áo, tài năng trẻ này thi đấu theo đúng kiểu số 10, phong cách hiện tại vậy. Khả năng thực hiện những tình huống cố định khiến Hannibal luôn đảm nhiệm vai trò bóng chết ở đội trẻ của Manchester hay sau đó là Birmingham. Ở Birmingham, tiền vệ này có đa dạng hơn khi cậu được chơi rộng hơn, không chỉ là cánh phải nữa mà là ở cánh trái. Tất nhiên những màn trình diễn của Hannibal đủ xuất sắc để đội bóng chủ quản gọi chàng trai này về. Việc có được đôn lên đội 1 hay không cần nhiều sự nỗ lực của tiền vệ người Pháp khi vị trí trung tuyến lúc này ở Manchester đang có rất nhiều nhân sự. Chúng ta không thể bỏ qua cái tên xuất sắc nhất trận đấu hôm qua, Noam Emerald. Cậu được SofaScore 8.6 điểm với những thông số ấn tượng chỉ trong 45 phút hiệp 2. Một bàn thắng, một kiến tạo cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác gần 90%. Rõ ràng bạn không thể yêu cầu nhiều hơn ở một tiền đạo năm nay mới chỉ 20 tuổi được. Emerald gửi lời chào tới các Manusian với bàn thắng đầu tiên. Bàn mở điểm đơn giản là hội tụ tất cả những gì tốt nhất ta cần với một tiền đạo chạy chỗ thông minh, dứt điểm gọn gàng. Emerald cũng có phạm vi hoạt động rộng. Cậu không phải mẫu tiền đạo mục tiêu đơn thuần. Một phần nguyên nhân là bởi chiều cao của cậu khá khiêm tốn, chỉ 1m79. Emerald chú trọng vào những tình huống lùi về phối hợp, đồng thời tích cực di chuyển, chạy chỗ khi không có bóng. Ngoài ra, tiền đạo trẻ này có xu hướng dạt về phía cánh phải. Ở đó, Emerald có những tình huống tạt bóng vào phía trong với cái chân trái tương đối khéo của mình. Ở trận đấu hôm qua, đã có hai pha bóng điển hình cho cách chơi của Emerald và một trong số đó đã thành công với tình huống làm bàn của một tiền đạo khác, đó là Joe Hugin. Khi tìm kiếm thông tin về Emerald, bạn sẽ không còn ngạc nhiên nhiều với màn trình diễn tối qua của tiền đạo trẻ người Pháp nữa. Kiểu thi đấu này đã là đặc trưng của Emerald và tất nhiên nó vẫn đang được tiếp tục phát huy.
Phong cách của cậu khá giống với tiền đạo đồng hương hiện cũng thuộc biên chế của Quỷ Đỏ, đó là Anthony Martial. Tuy nhiên, Noam Emerald sẽ nhận được rất nhiều kỳ vọng sau màn trình diễn tối hôm qua. Manchester United vẫn đang loay hoay trong việc kiếm tìm những phương án cho vị trí tiền đạo, trong khi những cái tên hiện tại không đáp ứng được yêu cầu. Vẫn còn những hoài nghi liệu có quá sớm để đưa Emerald lên đội hình chính. Tất nhiên phụ thuộc vào tốc độ phát triển của sao Mai này. Người kiến tạo cho bàn mở điểm Emerald phải được nhắc tới, cậu ấy là Isaac Hansen, Aroen. 2004 chơi tiền vệ hoặc tiền đạo nếu cần thiết. Một Luka Modric phiên bản gangster được Erik ten Hag trình làng ngày hôm qua khiến các khán giả vô cùng ấn tượng. Nếu hiệp 1 là dấu ấn của Hannibal và Mino, thì sang đến hiệp 2 sân chơi là của Aroen. Tiền vệ trẻ người Na Uy cho thấy kỹ năng thuần thục của mình với trái bóng, lắt léo và nhanh nhẹn. Cậu hứa hẹn sẽ là một giải pháp mới lạ hơn cho hàng tấn công của ten Hag nếu cần sự xuyên phá. Chúng ta cứ mãi khen ngợi Emerald mà quên mất cái tên ấn định tỷ số của trận đấu, Joe Hugin. Tiền đạo sinh năm 2003 đang có những bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Nếu Emerald là mẫu tiền đạo lùi với khả năng hoạt động rộng, thì Hugin chính là phương án cho mẫu tiền đạo cắm thuần túy. Với sự có mặt của Hugin trong hiệp 2, Quỷ Đỏ đã có nhiều phương án hơn trong khâu tấn công. Sở hữu chiều cao lên tới 1m88, Hugin đủ cao cho những pha đón bóng làm tường, đồng thời cũng sẽ là một điểm đến uy tín cho các tình huống treo bóng. Hugin cũng có ý thức thi đấu khá tốt, anh chàng luôn chủ động chơi bóng ít chạm, đồng thời tích cực di chuyển để hút hậu vệ đội bạn, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh như là Isaac Hansen, Ayoren hay là Emerald có nhiều không gian thoải mái hơn. Khả năng chấp thời cơ cũng là một điểm tích cực của tiền đạo trẻ người Anh. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt của Hugin phải là cải thiện thể hình của mình. Chàng trai này có thể hình tương đối mảnh khảnh, thêm vào đó, phần trụ còn khá yếu khiến Hugin thất thế trong những tình huống tỉ đẻ. Tiềm năng Hugin đã được kiểm chứng ở cấp độ trẻ, nhưng tiềm năng vẫn chưa thực sự bứt lên. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều thời gian cũng như cơ hội dành cho anh chàng này. Trong khi Ten Hag đang thúc giục ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đi tìm phương án thay thế David De Gea, ai cũng đều biết mục tiêu họ nhắm đến lúc này là Andre Onana. Thủ thành được cho là đã đáp ứng tất cả những tiêu chí của ông thầy người Hà Lan, mà quan trọng nhất là khả năng chơi chân. Đột nhiên, Manchester United trình làng Matej Kovar. Người hôm qua đã có một màn trình diễn xuất sắc không kém, đặc biệt là với kỹ năng chơi chân của mình khi sở hữu 24 trên 25 đường chuyền chính xác, tương đương 96%, đồng thời thực hiện thành công 2 trong số 3 tình huống phất bóng dài. Phong độ xuất sắc trong màu áo Sparta Praha khiến Quỷ Đỏ đưa anh trở lại Old Trafford ngay trong hè này. Tuyển thủ Cộng hòa Séc hứa hẹn sẽ là một phương án dự phòng hữu hiệu nếu Andre Onana xuất hiện. Tất nhiên, trước một đối thủ như Leeds United, Matej Kovar vẫn chưa có dịp được thể hiện nhiều. Nhưng những trận đấu tới, trong bối cảnh Manchester United vẫn đang thiếu những thủ môn, Matej Kovar sẽ có thêm cơ hội để trổ hết tài nghệ, để chúng ta có những đánh giá rõ ràng nhất về thủ thành sinh năm 2000 này. Nhìn chung trong trận đấu đầu tiên, Man United như thường lệ vẫn trình làng những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Chắc chắn ở những tour du đấu sắp tới, họ sẽ được trao cơ hội nhiều hơn. Cần biết đó cũng là thời điểm để họ phải chứng tỏ để thi đấu thật tốt nếu muốn nuôi tham vọng vươn lên đội 1. Bởi như bạn cũng đã biết, những sao mai của Quỷ Đỏ vẫn thường chơi tốt ở những trận giao hữu, nhưng luôn gặp khó nếu muốn chèn chân vào đội hình chính thức khi mùa giải bắt đầu. Cơ hội sẽ ngày một nhỏ đi, nên quan trọng là Kobe Mino, Hannibal hay bất kỳ một sao mai nào khác có thể chớp lấy thời cơ đó và vươn lên hay không.